Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người hôm nay tiếp tục quay máy câu cho mọi người lựa. Đầu tiên là con máy câu này đấy. Rim Spin, con này thì Korea xuất Nhật nha mọi người, Korea xuất Nhật, Hàn Quốc xuất Nhật này. Con này ngoại hình rất là mới nha mọi người này, chất liệu là graphite, cấu là cấu kim loại nha, cấu kim loại, chất liệu là graphite. Con này size 1000 nha mọi người, con này size 1000, xe thật của nó là 1000 đấy. Khóa một chiều này đấy. Ok, viên ra cước này đẹp này, con này mới căng mọi người đấy. Mới vô đề ba, con này rẻ rẻ lỗ luôn cho mọi người mua chẳng sướng. Đây số 2, cước số 2 vào 130 mấy, số 3 vào 100 mấy, và số 4 vào 80 mấy. Radio của nó là 4.4 nha mọi người, radio 4.4, nó chạy OB nha mọi người, chạy OB rất là êm. Con này số 1 60, số 1 60. Tiếp theo số 2 là con siêu star, siêu star, con này size cũng size 1000 nha mọi người. Đây, radio của nó là 5 chấm, radio của nó là 5 chấm nha, chất liệu là graphic. Đấy, chất liệu graphic. Đấy, tay nó đang hơi bị nặng nặng nhé, tay hơi nặng nặng, mọi người về vệ sinh lại dầu mỡ ở trong này. Đấy, mỡ có vẻ nó hơi bị khô. Đấy, tay thì gập tay được, gập tay được và đảo chiều trái phải được nhé. Đấy, gặp tay được, đảo chiều trái phải được. Ồ, người ơi, cái nút này này, nút này nó bị nứt nhé. Người về dán lại. Đấy, nút nó bẻ cái nút nhựa thì chứ không sao nha mọi người, nó đang hơi bị bó. Đây, tay đảo tay trái phải được và gặp được. Này, cái khuyên trượt cước còn đẹp này. Đấy, cối lái cá được khoảng 4,5 kg, chạy bi. Đây, cước số 2 vào 170 mấy, số 3 vào 120 mấy, và số 4 vào 100 mấy nha mọi người. Ok, con này số 2, số 2 60.000, Korea xuất Nhật. Số 3 tiếp tục con máy siêu star AS30B. Đây, con này size của nó tầm 800 nha mọi người, size tầm 800. Size tầm 800 nha mọi người. Thế mình dán lại cái giấy dán. Size tầm 800, chất liệu là graphic, chất liệu là graphic nha mọi người. Đấy, tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Đấy, radio của cái này là mờ mắt rồi này, có nhưng mà khó đọc lắm. Radio là 4.3, còn thông số cước thì khó đọc lắm mọi người, khó coi lắm. Radio 4.3 này, thông số cước để mình nhìn kỹ thôi, khó đọc quá, không đọc được thông số cước. Này, cái khuyên trượt cước này, khuyên trượt cước ok nha mọi người. Đấy, khó đọc. Đây, Korea xuất Nhật. Này số 3, số 3 40.000,
nó hơi cũ nha mọi người, số 340. Tiếp theo số 4 là một con máy Shimano ZX3. Con này thì chất liệu là bằng kim loại, nắp này thì bằng nhựa này, cấu cũng bằng nhựa nhé, bằng graphic đây. Tay thì không đảo tay trái phải được, không đảo tay trái phải, và có gập tay, có gập tay nhé mọi người, tay có gập gọn được này, khóa này đấy. Khuyên trượt cước này, về vệ sinh đi tí thôi, còn ok nhé. Đấy, nó hơi này, đấy, lò xo nó hơi bị đơ rồi, mọi người về vệ sinh đây nhé. Này, cối thì cối động đây, nó vặn ra không nghe kêu tách tách biết. Cước số 3 vào 310 máy, cước số 4 vào 210, cước số 5 vào 160 nhé. Ratio của nó là 3.4. Đấy. Con này con số 4. Số 4, 100 nha mọi người. Số 5. À quay. Con số 4 này size tầm 3.000 nha mọi người. Số 4. Số 4 size tầm 3.000 nhé, 3.000. Số 5 là một con Marine. Con này size size tầm 3.000 nha mọi người. Con này size tầm 3.000. Đấy, size 3.000. Con này China xuất Nhật. Ratio của nó là 4.5. Này, nó chạy OB. Đấy. Nó chạy OB nha mọi người. Chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé. Gập tay được nhưng mà cái nút nó đang bị kẹt cứng này. Mọi người về vệ sinh đi xí đi nhá. Vệ sinh đi rồi. Đấy. Khóa một chiều này. Đấy. Ok. Khuyên trượt cước đây. Khuyên trượt cước. Nó hơi hang một tí, mọi người về vệ sinh đi là được nhé. Đấy. Nói cái này ra. Côn này. Radio 4.5 đấy. Thông số cước. Lấy cá được khoảng 5 kg máy này. Thông số cước của nó là cước số 3 vào 330 mấy, cước số 5 vào 180 mấy và cước số 6 vào 150 mấy. Đấy. Rồi nó nói thế thôi. Này con số 5, 80.000. Số 5, 80.000 nha mọi người. China xuất Nhật. Số 6, con máy này. Con máy này cũng size size 3.000 nha mọi người. Size thật của nó là 3.000. Mã của nó là PX1000 nhưng size thật của nó là 3.000 đó nha mọi người. To, rất là to. 3 đến 4.000 chứ không đùa đâu. Con này thì rất là China xuất Nhật rồi. China xuất Nhật. Chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Tay là đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đổi tay trái phải và gập tay được. Đấy. Khóa này. Đấy. Khuyên trượt cước hơi hang này, mọi người về vệ sinh đi nhé. Vệ hang mà bị tróc sơn mọi người. Chứ khuyên là khuyên đồng. Cước số 4 vào 250 mấy. Cước số 5 vào bao nhiêu đây? 200 mấy. Cước số 6 vào 150 mấy cho mọi người. Ratio 4.5. Ratio 4.5. Đấy. Con này con số số mấy vậy? Số 6. Số 6. 80.000. À, số 7 là con này ST
con này chạy ở OB nhé, ST 1000, con này size cỡ 1000, 1500 đó, 1500 nha mọi người, 1500. Radio này, trước chất liệu của nó là graphic, tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập gọn được. Radio của nó là 4.2, thông số cước của nó lấy cá được khoảng cỡ 6-7 kg, 7 kg. Thông số cước của nó thì cước 0.3 ly á là 200 m, cước 0.35 ly là 160 m, bao nhiêu đây 100 m đây nữa đấy. Rồi radio của nó là 4.2, ok, khuyên ra cước của nó còn đẹp này, ok. Con này con số 7. Số 7. 60.000. Số 8 là một con máy này. Con này chắc cũng China hay Taiwan gì đó xuất Nhật. Đấy, chất liệu là graphic. Tay đảo tay trái phải được, tay đảo tay trái phải được và gập được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập được. Đấy, mở. Ồ, cái cấu hình như nó bị gì. Ồ, cái chỗ này nó bị hang nha mọi người, bị hang cái côn rồi, mọi người về vệ sinh đi đã, rồi hãy vặn chứ không nó sợ nó bể nhé, về vệ sinh đi. Đấy, mình coi thử xem có cái thông số gì không. Ui, đây radio 4.2, cước số 2 vào 90 m, cước số 3 vào 130 m và cước số 4 vào 100 m nhé, size tầm cỡ size 1500. Này con số 8, 60.000. Số 8 60.000 nha mọi người. Đây, số 9 là con này. Con này thì China xuất Nhật nha mọi người. Chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập được, đảo tay trái phải và gập được nha mọi người. Okay. Khuyên ra cước còn đẹp này. Cước số 2 vào 260 m, cước số 3 vào 175 m, cước số 4. Cước số 2 vào 175, cước số 3 vào 160 m, cước số 4 vào 130 m, số 1 vào 260 m nha mọi người. Đấy, radio 4.3. Ok. Con này con số 9. Số 9 60.000. Số 10 là con này. Con này chắc cũng China xuất Nhật đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó đây, size của con này tương đương size 1000 nha mọi người, size tương đương size 1000. Tay thì đảo tay trái phải được, tay đảo tay trái phải được và gập được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập được. Đấy, khoan trượt cước nè, hơi han dĩ một tí nhé. Đấy. Đấy, khóa một chiều. Ok, thông số nó chạy OB, cáp của nó là nó chạy cước số 2 vào 150 m, số 2.5 vào 120 m và số 3 vào 90 m. Radio thì không thấy đâu, để mình thử cái radio của nó thử. 1 2 3 4
Ratio của nó khoảng cỡ 4.7 4.8 nha người. Ratio khoảng 4.7 4.8. Nó hơi bị hang hang nên con này con số 10. Số 10. Mình bán 50.000 nha người, số 10 50.000. Số 11 là con máy này size 2.000 nha mọi người. Số 11 con máy này size 2.000, chất liệu là graphic, tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được đấy. À, khóa này à. Khuyên ra cước này còn được, còn đẹp nha mọi người đấy, còn được. Ok. Thông số cước 0.28 ly là vào được 140 mấy, 0.3 ly là vào được 120 mấy và 0.35 ly là vào 100 mấy này. Thôi thử đây, số đây, cước số 3 140 mấy, số 4 vào 120 mấy và số 5 vào chắc cỡ 100 mấy nha mọi người. Ratio của nó mình chưa thấy ratio, để mình xoay thử cái ratio sao nhé. 1 2 3 4, ratio khoảng 4.1, ratio khoảng 4.1 nha mọi người. Đấy. Con này con số con này Korea nha mọi người. Số 11 80.000 nha mọi người, 11 80.000. Là con máy này. Này. Con này thì size của nó tầm size 1.000 nha mọi người, size 1.000. Đấy, chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải được và gập tay được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Korea xuất Nhật nhé, hàng Korea xuất Nhật. Đây. Khuyên trượt cước ok. Mình kêu này mình dán cái cước cho nó khỏi tục nha mọi người. Lấy cá 4,5 kg luôn mọi người. Cước 0,22 ly là vào 130 mấy, 0,28 ly là vào 100 mấy và 0,3 ly là vào 80 mấy nha mọi người. Ratio của nó thì để mình thử. 1. Để thử lại đi. 1 2 3, radio khoảng cỡ 3.7 nha mọi người, radio khoảng 3.7, Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Con là con số số 10 máy rồi ta, số 12 50.000. Số 13 là con máy này, hình của đây khá là mới nha mọi người. Chất liệu là graphic, đảo tay trái phải được và gập tay gọn lại được nhé. Và hình của nó đây, nó là hàng Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, Hàn Quốc xuất Nhật. Này, khóa này. Khoan trượt cước còn mới nhé. Lấy cá được khoảng 3 kg máy á. Con này size tầm 800 cho người, size 800. Cước 1.5 vào 100 mấy, cước số 2 vào 80 mấy, cước số 3 vào 50 mấy cho mọi người. Đấy. Mình. Con này con số 13. Mười ba, 50 mấy, 50.000.
14. Con máy này Akin, con này chắc con này Korea, Hàn Quốc xuất nhập nha mọi người. Chất liệu là graphic. Con này size cỡ khoảng 1.000-1.500, size 1.000-1.500 á, đảo tay trái phải được và gập tay gọn lại được nhé. Radio của nó là 3.8, radio của nó là 3.8, khuyên trực cước còn đẹp nè. Cước số 2 150 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4 vào 80 mấy cho mọi người. Đấy. Đây là số 14. 14. 60.000 cho mọi người, 14 60.000. Này, con kiều 15 là con siêu star FB35B nha mọi người. Con này chất liệu là graphic, tay đảo tay trái phải và gập tay gọn lại được nhé, gập tay gọn được. Đấy. Khuyên trượt cước nè. Đấy, khuyên trượt cước hơi ham một tí, có cái đường rãnh chạy luôn, đường rãnh chạy chỉ chạy cước luôn. Đấy. Lấy cá được khoảng 5 ký máy này. Radio 4.3 này, cước số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 90 mấy, số 4 vào 70 mấy nha mọi người. Đấy. Ok. Này con số 15. 15. 60.000. 15 60.000. Mười sáu cũng là cái con siêu star FB35B này, radio 4.3 này, chất liệu là graphic, size của nó tương đương với size 1.000 nha mọi người, size tương đương với size 1.000. Hàng này thì hàng Hàn Quốc xuất nhập đấy, tay đảo tay trái phải được và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Đấy, y như cái con kia thôi, con này với cái con số 15 là như nhau. Cước số 2 vào 150 mấy, cước số 3 vào 90 mấy và cước số 4 vào 70 mấy nè, radio 4.3 này. Đấy, khoan trượt cước còn đẹp. Là số 16, 60.000. 16 60.000. Rồi hôm nay mình chỉ có 16 con máy cao như thế này thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì vui lòng là mua đơn hàng từ 200.000 trở lên mình mới ship nhé. Và trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra thật cẩn thận, xem thử hàng hóa có bị bể vỡ gãy nứt gì không, hay là sai sót gì so với trên video hay không, thì báo cho mình giải quyết ngay nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi với báo mình những cái đấy là mình không giải quyết đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.